Vâng, shop em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em đam mê đi bẫy chim, bẫy cua gáy, bẫy gà rừng. Thì hôm nay tiếp tục giới thiệu cho bác một cái mẫu lều thủ công, hàng lại mới về để phục vụ cho các bác trong cái mùa săn bẫy sắp tới nhé. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch của shop nhé. Để anh em mua bán vui vẻ thành công, các bác điện trực tiếp theo hai số điện thoại chính này của shop để đặt hàng. Đấy, shop em luôn luôn là giao hàng xếp hàng qua ngành bưu điện. Đấy, anh em nhận hàng các bác mở ra kiểm tra. Đấy, đúng sản phẩm thực tế trên video này thì anh em mới phải thanh toán tiền. Đấy là quyền lợi của anh em nhé. Hàng thực tế luôn. Khi các bác nhận hàng thì các bác sẽ mở ra, nó sẽ đựng trong một cái túi ba lô như này, túi các bác nhá. Cái này thì nó có hai dây để các bác khoác lên vai như này các bác nhá. Đấy. Màu thì nó có từng lô, có lô thì màu lá cây khô, có lô về thì màu lá cỏ khô các bác nhá. Đấy, đây. Đây là cái hàng thực tế bên em này. Thì nó có một cái mở cửa này, đấy, một mở cửa này và ba cái ô thoại, ba cái cửa sổ nhá. Ba cửa sổ thì hai cái ô cửa sổ là ô thoáng mở, còn một cửa sổ là anh em có thể mở ra được, nó có một khóa đây anh em nhé, khóa đây này đấy, và có thể mở được đấy. Màu lá cây khô rất là đẹp, phục vụ cho các bác đấy. Đây anh em nhá, đấy. Đây cao, chiều cao của nó như bác thấy là chiều cao của nó là 1m1 thôi nhá. Đấy, rộng ở dưới đáy này. Đây cô nhá, đây rộng ở dưới đáy này là 1m. Còn nói chung là các bác một người ngồi là thoải mái luôn. Đấy. Đây là cái mẫu lều thủ công cô nhá, màu lá cỏ khô. Đây là một tấm ô thoáng, tấm cửa sổ mờ. Đấy. Đây. Và bên này thế cô nhá. Đấy, bên này là một cái ô thoáng để anh em rình chim này. Đây nó có một cái ô thoáng ở khóa dưới này. Đây cô nhá, đấy khóa dưới này. Anh em có thể là ống nhòm ra, hoặc là các bác có thể là quay video điện thoại, quay những cảnh anh em bẫy chim. Đấy, rất tiện lợi cho các bác mẫu này. Đấy. Đây là cái ô thoáng nữa này. Đấy. Cái lều này thì như thấy là nó bằng vải bác nhá. Đấy, vải nên anh em đi rừng nói chung là rất là mát. Nó vải thun. Đấy, không phải là hàng công nghiệp. Nên giá thành thì em thông báo luôn là 650.000 đồng thôi nhá. Đấy. Bao ship toàn quốc, anh em nhận hàng các bác mở ra kiểm tra. Đấy, đúng cái lều này, lều thủ công này thì các bác thanh toán tiền là 650.000 đồng, bên em bao ship tận nhà rồi. Nhận hàng là đúng hàng này luôn. Đấy. Một cái video rất là ngắn thôi. Các bác nào đang có nhu cầu tham khảo mẫu lều thủ công này thì alo trực tiếp bên em hoặc đặt hàng, hoặc các bác kết bạn qua Zalo. Đấy, bên em sẽ gửi hình ảnh chi tiết để các bác tham khảo nhé. Một cái video rất ngắn thôi. Xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Hello.